Kính thưa quý cha, quý sơ, quý hội đồng quản trị, các cộng tác viên và quý ân nhân Hội Bác Ái Francisco, con xin đại diện cho các anh chị em sinh viên tại Sài Gòn đang nhận được sự bảo trợ của Hội Bác Ái Francisco nói lên tâm tình biết ơn chân thành của chúng con nhân ngày lễ trao học bổng học kỳ 2 năm học 2019-2020. Kính thưa quý vị, từng người trong chúng con đây là những sinh viên miền quê và khó khăn, nhưng hằng ấp ủ ước mơ được học hành nên người, vươn tới một tương lai sáng lạn hơn. Thế nhưng trong từng ước mơ ấy đã đặt lên đôi vai cha mẹ chúng con những gánh nặng về hy sinh, đặt chân vào ngưỡng cửa của trường đại học đã là khó khăn, và để tiếp hoàn trọn chương trình cũng còn lắm như thế. Chúng con từng được chứng kiến những bạn đang theo học, nhưng phải bỏ ngỏ việc học vì gia đình khó khăn, không tham đủ những chi phí học tập. Nhìn lại hành trình cuộc đời, chúng con nhận thấy mình thật sự may mắn, và may mắn trước hết là dù có thiếu thốn về vật chất, nhưng chưa lúc nào chúng con thiếu tình yêu thương của cha mẹ. Nên dù khó khăn đến mấy, cha mẹ cũng cố gắng lo cho chúng con tới trường. Càng may mắn nữa là sự quan tâm của quý cha, quý sơ mà chúng con được hồi yêu thương và đùm bọc, trao học bổng cho chúng con trong suốt những năm qua. Kính thưa quý hội và quý ân nhân, mỗi năm hội trao cho chúng con những suất học bổng này, cha mẹ chúng con cũng vơi đi nỗi lo về tiền học phí và sách vở cho chúng con khi tới trường. Không những thế, đây còn là món quà tinh thần, thứ mà tiền bạc không thể mua được, là sự quan tâm, động viên, sự sẻ chia cùng niềm tin và hy vọng mà quý vị đã trao tặng cho chúng con. Đến với hội, anh chị em sinh viên chúng con mỗi ngày được liên kết, được xích lại gần nhau hơn nhờ các hoạt động thiện nguyện hàng tháng mà cha quản lý chương trình giáo dục tổ chức, thăm quý cụ dưỡng lão, thăm mái ấm và thăm các em bệnh ung thư tại các bệnh viện. Mỗi năm hội trao cho chúng con những suất học bổng này, anh chị em sinh viên như chúng con đây lại được trao cho những cơ hội vươn tới tương lai, và mỗi anh chị em sinh viên phải không ngừng nỗ lực để học tập tốt hơn, không ngừng trau dồi và phát huy khả năng của mình để trở thành những người tài đức, không phụ công dưỡng dục của cha mẹ, không phụ lòng mong ước, sự quảng đại mà quý vị đã dành cho chúng con. Kính thưa quý ân nhân, chúng con biết, nạn dịch Covid-19 đã lấy đi nhiều thứ, gia đình mất người thân, người người mất việc làm và kinh tế sụt giảm. Nhưng quý ân nhân của hội vẫn không bỏ chúng con, tiếp tục đóng góp cơ hội đến trường và viết tiếp ước mơ của anh chị em sinh viên ngày càng tươi sáng hơn. Vâng, càng kể những công ơn của cha mẹ, càng kể những hy sinh và quảng đại của quý ân nhân và của hội, chúng con thấy mình càng thiếu sót, vì không có cách nào để kể hết. Chỉ xin ơn trên ban xuống cho cha mẹ, quý cha, quý sơ, quý hội và quý ân nhân của hội luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin quý hội và quý ân nhân tiếp tục thương giúp đỡ và đồng hành với anh chị em sinh viên trên bước đường học tập. Chúng con xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý ân nhân Hội Bác Ái Francisco, xin thay lời cho hơn 100 anh em chị em sinh viên nghèo tại thành phố Hồ Chí Minh, xin gửi lời cảm ơn đến trước tiên là với Hội Bác Ái Francisco, với tất cả quý vị ân nhân xa gần, những người đã hy sinh đóng góp để cho những em sinh viên nghèo ngày hôm nay có được những phần học bổng để tiếp tục viết ước mơ của mình trong cuộc sống. Con xin thay lời cho tất cả các em nói lên lời cảm ơn chân thành đến quý hội và tất cả quý ân nhân. Xin Chúa ban ơn cho tất cả quý vị muôn hồng ân của Thiên Chúa, ơn sức khỏe, ơn bình an và mọi điều may mắn trong cuộc sống. Xin cảm